xây dựng thói quen tốt là nền tảng để xây dựng một con người năng suất và thành đạt nếu bạn có các thói quen tốt về kiểm soát thời gian tập trung cao độ vào việc giải quyết các vấn đề chuyên môn và các thói quen ngủ nghỉ giải trí đúng mực bạn sẽ làm chủ được cuộc sống và công việc thành công sẽ sớm đến với bạn hôm nay sài gòn pastry hân hạnh giới thiệu với bạn quyển sách atomic habits của james clear đây là một cuốn sách đột phá về việc thay đổi thói quen và cải thiện cuộc sống với cách tiếp cận khoa học và thực tiễn James Clear đã mang đến cho độc giả những công cụ và chiến lược hiệu quả để xây dựng và duy trì những thói quen tích cực. Nội dung chính. Cuốn sách tập trung vào việc thay đổi thói quen nhỏ để đạt được những kết quả lớn. James Clear giới thiệu khái niệm the 1% dù tức là luật 1%, sự cải thiện nhỏ hàng ngày có thể dẫn đến những thay đổi đáng kể theo thời gian. Ông cũng giải thích về the habit loop, tức là chu kỳ của thói quen, chu kỳ gồm 4 bước: tín hiệu, khao khát, phản ứng và phần thưởng, giúp độc giả hiểu rõ cách thói quen hình thành và cách thay đổi chúng. Các quy luật thay đổi thói quen. 1. Make it obvious, làm cho rõ ràng, làm cho thói quen dễ nhận biết và dễ thực hiện. 2. Make it attractive, làm cho hấp dẫn, tạo động lực và làm cho thói quen trở nên hấp dẫn. 3. Make it easy, làm cho dễ dàng đơn giản hóa thói quen để dễ dàng thực hiện. 4. Make it satisfying, làm cho thỏa mãn, đảm bảo rằng thói quen mang lại phần thưởng ngay lập tức để duy trì động lực. Điểm nổi bật trong quyển sách của James Phương pháp khoa học, James Clear sử dụng các nghiên cứu khoa học và ví dụ thực tế để minh họa cho các nguyên tắc và chiến lược của mình. Thực tiến và dễ áp dụng, cuốn sách cung cấp các bước cụ thể và dễ thực hiện để thay đổi thói quen và cải thiện cuộc sống. Câu chuyện truyền cảm hứng, những câu chuyện thành công từ những người đã áp dụng các nguyên tắc trong sách sẽ truyền cảm hứng và động lực cho độc giả. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết cùng các câu chuyện minh họa để bạn đọc nắm được nội dung và tự thực hành rèn luyện thói quen tốt. Luận điểm chính của James Clear là luật 1%, ý nghĩa là sự cải thiện nhỏ hàng ngày có thể dẫn đến những kết quả lớn theo thời gian. Ông nhấn mạnh rằng thay vì cố gắng thay đổi lớn ngay lập tức bạn nên tập trung vào việc cải thiện 1% mỗi ngày. Những thay đổi nhỏ này, khi được duy trì liên tục, sẽ tích lũy và tạo ra sự khác biệt đáng kể trong dài hạn. Tiếp theo James giới thiệu khái niệm The Habit Loop, tức là vòng lặp hay chu kỳ của thói quen, trong đó nhấn mạnh việc tự tưởng thưởng cho nỗ lực sẽ làm bạn sớm đạt được thói quen. Bạn sẽ sớm hiểu được khái niệm này qua câu chuyện minh họa sau. Câu chuyện về bé Thư và thói quen làm bài tập về nhà. Bé Thư là một cô bé thông minh nhưng hiếu động. Cô bé thường gặp khó khăn trong việc duy trì thói quen làm bài tập về nhà. Cha mẹ Thư quyết định áp dụng The Habit Loop với bốn bước để giúp cô bé hình thành thói quen này. 1. Tín hiệu hay cue. Mỗi ngày sau khi ăn tối, cha mẹ Thư sẽ đặt một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ trên bàn học của cô bé. Khi đồng hồ reo, đó là tín hiệu cho Thư biết đã đến giờ làm bài tập. 2. Khao khát hay craving để làm cho việc làm bài tập trở nên hấp dẫn hơn. Cha mẹ thư hứa sẽ dành thời gian chơi trò chơi yêu thích của cô bé sau khi hoàn thành bài tập. Điều này tạo động lực cho thư muốn hoàn thành bài tập nhanh chóng và hiệu quả. 3. Phản ứng hay response, thư ngồi vào bàn học và bắt đầu làm bài tập. Cha mẹ thư luôn ở gần để hỗ trợ và khuyến khích cô bé khi cần thiết, giúp cô bé cảm thấy tự tin và không bị áp lực. 4. Phần thưởng hay reward, sau khi hoàn thành bài tập, thư được chơi trò chơi yêu thích cùng cha mẹ. Điều này không chỉ là phần thưởng mà còn là thời gian quý báu để gia đình gắn kết với nhau. Qua câu chuyện này, cha mẹ thư đã thành công trong việc áp dụng the habit loop 4 bước để giúp cô bé hình thành thói quen làm bài tập về nhà, bằng cách tạo ra một tín hiệu rõ ràng, làm cho việc làm bài tập trở nên hấp dẫn, hỗ trợ trong quá trình thực hiện và cung cấp phần thưởng xứng đáng. Thư đã dần dần hình thành thói quen tốt này. Tiếp theo James đề xuất bốn bước hay còn gọi là quy luật để tạo nên hành vi tốt. Bạn đọc sẽ sớm hiểu các bước ấy qua câu chuyện dưới đây. Câu chuyện về Lan và công việc mới. Lan vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu thực tập tại một công ty công nghệ. Công việc mới của Lan khá khó khăn và khác xa với những gì cô đã học trong trường. Để thích nghi và thành công, Lan quyết định áp dụng các quy luật thay đổi thói quen và hành vi từ Atomic Habits. 1. Make it obvious tức là làm cho rõ ràng. Lan sắp xếp bàn làm việc của mình sao cho mọi thứ cần thiết cho công việc đều dễ dàng nhìn thấy và tiếp cận. Cô đặt lịch làm việc hàng ngày và ghi chú các nhiệm vụ quan trọng lên bảng trắng trước mặt. 2. Make it attractive, tức là làm cho hấp dẫn. Lan tự thưởng cho mình một tách cà phê hoặc ly trà sữa yêu thích mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ khó. Cô cũng tham gia vào các nhóm làm việc chung để có thêm động lực và cảm hứng từ đồng nghiệp. 3. Make it easy, tức là làm cho dễ dàng. Lan chia nhỏ các nhiệm vụ lớn thành các bước nhỏ hơn và dễ quản lý. Cô sử dụng các công cụ hỗ trợ như phần mềm quản lý dự án để theo dõi tiến độ và đảm bảo không bị quá tải. 4. Make it satisfying, tức là làm cho thỏa mãn. Mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ, Lan đánh dấu vào danh sách công việc và cảm thấy hài lòng với sự tiến bộ của mình. Cô cũng chia sẻ thành công của mình với người hướng dẫn và nhận được lời khen ngợi. Điều này giúp cô duy trì động lực. Qua câu chuyện này, Lan đã thành công trong việc áp dụng các quy luật thay đổi thói quen và hành vi để thích nghi với công việc mới. Bằng cách làm cho công việc rõ ràng, hấp dẫn, dễ dàng và thỏa mãn, Lan đã dần dần xây dựng được thói quen làm việc hiệu quả và tự tin hơn trong vai trò mới của mình. Tiếp theo, James đề xuất khái niệm Identity Based Habits tức là các thói quen thuộc về danh tính, Nghe có vẻ là lẫm nhưng thực chất khá đơn giản, thay vì tập trung vào những gì bạn muốn đạt được, hãy tập trung vào việc trở thành người bạn muốn trở thành. Xây dựng thói quen dựa trên danh tính đó của bạn. Mời quý vị nghe câu chuyện minh họa này. Câu chuyện về Tuyên và ước mơ trở thành nhà đầu tư lỗi lạc. Tuyên là một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết, vừa tốt nghiệp đại học và bắt đầu sự nghiệp trong ngành đầu tư tài chính anh luôn ngưỡng mộ Warren Buffett và mơ ước trở thành một nhà đầu tư lỗi lạc như thần tượng của mình. Để đạt được mục tiêu này, Tuyên quyết định xây dựng thói quen định vị bản thân dựa trên ước mơ của mình. Bước 1. Xác định danh tính hay Identity Based Habits Tuyên bắt đầu bằng việc xác định danh tính mà anh muốn trở thành. Tôi là một nhà đầu tư thông minh và kiên nhẫn như Warren Buffett. Anh viết câu này lên một tờ giấy và dán nó lên bàn làm việc để nhắc nhở bản thân mỗi ngày. Bước 2. Học hỏi và nghiên cứu. Make it obvious. Tuyên dành ít nhất một giờ mỗi ngày để đọc sách và nghiên cứu về đầu tư. Anh chọn những cuốn sách mà Warren Buffett khuyên đọc và theo dõi các bài viết, phỏng vấn của ông. Tuyên cũng tham gia các khóa học trực tuyến để nâng cao kiến thức. Bước 3. Tạo động lực. Make it attractive. Để duy trì động lực tuyên tự thưởng cho mình những buổi tối thư giãn với bạn bè hoặc những chuyến đi check-in ngắn vào cuối tuần sau khi hoàn thành các mục tiêu học tập hàng tuần. Anh cũng tham gia vào các cộng đồng đầu tư để trao đổi và học hỏi từ những người có cùng đam mê. Bước 4, đơn giản hóa quá trình, make it easy. Tuyên chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các bước nhỏ hơn và dễ quản lý. Ví dụ, thay vì cố gắng đọc hết một cuốn sách dày trong một tuần, anh chia nhỏ thành các chương và đọc mỗi ngày một chương anh cũng sử dụng các công cụ quản lý thời gian để theo dõi tiến độ và đảm bảo không bị quá tải. Bước 5, đảm bảo phần thưởng, make it satisfying. Mỗi khi đạt được một mục tiêu nhỏ, tuyên cảm thấy hài lòng và tự hào về bản thân. Anh chia sẻ thành công của mình với gia đình và bạn bè, nhận được sự khích lệ và động viên. Điều này giúp anh duy trì động lực và tiếp tục phấn đấu. Qua câu chuyện này, Tuyên đã thành công trong việc xây dựng thói quen định vị bản thân dựa trên ước mơ trở thành nhà đầu tư lỗi lạc như Warren Buffet. Bằng cách xác định danh tính mình muốn trở thành cộng với học hỏi, tạo động lực, đơn giản hóa quá trình và đảm bảo phần thưởng, Tuyên đã dần dần tiến gần hơn đến mục tiêu của mình. Tất nhiên, Tuyên còn phải phấn đấu rất nhiều để đạt được thành công trên thị trường tài chính khắc nghiệt. Nhưng với các thói quen sớm được xây dựng và quyết tâm củng cố duy trì chúng, chúng ta biết chắc anh sẽ thành đạt. Cuối cùng, James đề xuất một mẹo quan trọng đó là habit stacking là một phương pháp xây dựng thói quen mới bằng cách tận dụng các thói quen hiện có. Ý tưởng chính là bạn sẽ xếp chồng thói quen mới lên một thói quen đã được thiết lập sẵn, giúp việc hình thành thói quen mới trở nên dễ dàng và tự nhiên hơn. Ví dụ minh họa về habit stacking. Chúng ta tiếp tục với câu chuyện của Tuyên. Tuyên muốn xây dựng thói quen đọc sách về đầu tư mỗi ngày để trở thành một nhà đầu tư giỏi như Warren Buffett. Tuyên đã có thói quen uống cà phê mỗi sáng và anh quyết định áp dụng habit stacking để thêm thói quen đọc sách vào buổi sáng của mình. Thói quen hiện có, current habit, mỗi sáng, tuyên pha một tách cà phê và ngồi xuống bàn làm việc. Thói quen mới, new habit, sau khi pha cà phê, tuyên sẽ dành 15 phút để đọc sách về đầu tư. Công thức habit stacking, sau khi, chấm chấm chấm. Thói quen hiện có, tôi sẽ chấm 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 thói quen mới. Áp dụng vào trường hợp của Tuyên, sau khi pha cà phê mỗi sáng, tôi sẽ đọc sách về đầu tư trong 15 phút. Bằng cách này, Tuyên đã thành công trong việc kết hợp thói quen mới và thói quen hiện có, giúp anh dễ dàng duy trì việc đọc sách hàng ngày và tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành nhà đầu tư giỏi. Trên đây là nội dung chính của quyển sách Atomic Habits của James Clear. Atomic Habits không chỉ là một cuốn sách về thói quen, mà còn là một hướng dẫn chi tiết để thay đổi cuộc sống. Dù bạn muốn cải thiện sức khỏe, tăng năng suất làm việc hay đạt được mục tiêu cá nhân. Cuốn sách này sẽ cung cấp cho bạn những công cụ cần thiết để thành công.